Xin chào anh chàng, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Lotto AZ. Và thời gian vừa qua, chúng ta đón nhận rất nhiều thông tin liên quan tới dòng CPU mới của nhà Intel Meteor Lake, hay còn có một cái tên khác đó là Intel Contra, được giới thiệu là có khả năng tối ưu về hiệu năng trên mức điện là rất tốt, từ đó tăng được thời lượng sử dụng pin lên này, và còn kèm theo cả là card đồ họa ARC tích hợp mới nữa. Vậy thì những cái điều này nó có đúng sự thật hay không? Chúng ta hãy cùng kiểm chứng trong video ngày hôm nay nhé. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Lotto AZ. Mình là Khải. Trước khi vào video thì nếu em có nhu cầu muốn mua laptop, kể cả laptop gaming hay là Ultrabook, thì anh em hoàn toàn có thể là truy cập vào đường link dưới phần mô tả video nhé. Lời đầu tiên thì ở thời điểm hiện tại, Lotto AZ của bên mình chưa có những cái sản phẩm laptop được trang bị Intel Contra. Vậy nên mình xin phép là sẽ mượn sổ từ kênh ZaroTech về để cùng phân tích với cả anh em. Rồi, chúng ta sẽ coi ở đây là một mẫu Asus ZenBook 14/2024 mới. Cái mã này thì mình thấy rằng nó sẽ giống các đời sau của các dòng như là Q410 hay là Q420 đang có Lotto AZ. Anh có thể tham khảo thêm nha. Chiếc máy này sẽ được trang bị là Intel Contra 7 155H đi kèm với cả card tích hợp ARC. Về thông số, khi mà chúng ta so sánh với cả i7-12700H và 13700H đi, chúng ta sẽ có cả một cái bảng so sánh ở đây. Được tăng thêm 2 nhân E xếp tơ nghiệm điện này, tăng thêm cả cache này, nhưng mà sẽ bị cắt giảm đi ở phần xung nhịp và về phần điện. Khi mà thay vì được ăn 45W điện như là i7-12700 và 13700 thì giờ đây Ultra 7-155H sẽ chỉ ăn là 28W điện mà thôi. Mình đang khá là tò mò về hiệu năng của Contra 7-155H bởi vì Intel đã cắt giảm đi kể cả về điện và xung. Đây là những theo thông số mà ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu năng của máy. Đó, thì có thể là họ rất tự tin rằng là cái dòng Ultra mới này của mình hoàn toàn có thể cho ra một mức hiệu năng rất tốt mà không cần thiết phải ăn điện nhiều. Thế thì ngay bây giờ đây, chúng ta hãy cùng kiểm chứng những điều đó nha. Rồi, với cả Cinebench R23 ở cả bài test đơn nhân và đa nhân, thì ZaroTech đã hạ điện của i7-13700 và 12700H xuống về mức là 28W điện để cho ra một cái bài test nó được khách quan nhất. Về kết quả thì số điểm đa nhân của Contra 7-155H là vượt trội hơn hẳn so với cả i7-13700 và 12700H, trong khi đây từng là những con CPU được trang bị trên những chiếc laptop gaming. Nghĩa là gì ạ? Hiệu năng đa nhân của Contra thực sự rất đáng nể ở cái mức điện thấp là 28W khi mà chúng ta so sánh ở trên 3 con CPU dòng 7 khác nhau của nhà Intel. Nhưng mà vẫn phải có một lưu ý, đó là ở đây là ZaroTech họ đã lock điện xuống 28W rồi. Trong khi đó thì với con i7-12700 và 13700 thì nó cần phải được ăn nhiều điện hơn nữa thì mới bung tỏa được hiệu năng. Vậy nên là chúng ta sẽ chưa thể nào chắc chắn được rằng là liệu nếu ăn nhiều điện hơn thì Contra 7-155H nó sẽ vẫn có cho ra một cái kết quả là vượt trội hơn so với cả hai con CPU này. Đó, nếu mà anh em đợi thêm khoảng gian nữa đi, bên mình có máy về thì sẽ test cái điều này kỹ hơn cho anh em. Ở bài test đơn nhân, về đơn nhân nó chỉ test một nhân thôi mà, vậy nên nó không cần thiết ăn quá nhiều điện. Vậy nên i7, Gen13 và Gen12 sẽ cho thấy cái sức mạnh của mình. Đó, thì ở bài test lần này, Intel Contra 7-155H là cho ra số điểm thấp nhất so với cả là i7-13700H và 12700H. Nó chênh nhau khoảng một chút thôi, nhưng mà thấp hơn vẫn sẽ là thấp hơn. Tổng kết lại, qua bài test Cinebench R23 thì Intel Contra 7-155H cho ra một cái mức hiệu năng kể cả ở đơn nhân và đa nhân là khá tốt, với cái mức điện thấp là 28W điện, thậm chí rằng đa nhân còn nhỉnh hơn so với cả 13700 và 12700H. Nhưng mà đương nhiên, như mình đã nói vừa nãy rồi, đây là ở cái mức điện 28W, chúng ta chưa thể chắc chắn rằng là nó ăn nhiều điện hơn thì nó vẫn cho ra một kết quả tương tự như vậy. Rồi, đến với khả năng tiết kiệm pin thì Meteor Lake sẽ sử dụng một kiến trúc khác đi so với cả là Raptor Lake, và điều này cũng sẽ dẫn đến một cái cách hoạt động hoàn toàn khác biệt. Với cả Raptor Lake thì khi mà chúng ta đi với bất kỳ một cái tác vụ nào đi, nó sẽ đi từ nhân P, hiệu năng cao và ăn nhiều điện trước, sau đó mới chuyển xuống nhân E nếu mà nó cảm thấy cần thiết. Nhưng mà với cả Meteor Lake thì ngược lại anh em nhé, mọi tác vụ nó sẽ bắt đầu từ nhân E siêu tiết kiệm điện trước, sau đó nếu nó đủ hiệu năng để thực hiện rồi thì nó sẽ làm luôn mà không cần thiết phải lên tới nhân E hay nhân P ở trên nữa. Điều này thì cũng sẽ giúp cho chúng ta có một khả năng tiết kiệm điện là tốt hơn rất nhiều so với cả Raptor Lake. Bởi vì sao ạ? Vì nhân E và nhân P sẽ chỉ hoạt động khi mà cái tác vụ nó nặng vượt quá sức mạnh của nhân E siêu tiết kiệm điện mà thôi. Thế còn với cái bài test thực tế thì sao? ZaroTech cũng đã test ở một cái bài test, đó là xem YouTube độ sáng là 200 nits trên cả 3 mẫu máy này. Intel Contra 7-155H cho ra một kết quả tốt nhất, đó là 570 phút so với cả 538 và 337 phút của Intel Gen12 và Gen13. Nhưng dung lượng pin của chiếc ZenBook 14/2024 này là lớn nhất, vậy nên chúng ta phải làm một cái bài toán khác đi. Đó là chia tổng thời gian sử dụng máy ở bài test vừa rồi cho từng watt giờ một, đó để xem là với mỗi watt giờ thì nó sẽ chạy được bao nhiêu phút. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ có kết quả luôn. Với mỗi watt giờ thì Contra 7-155H nó sẽ chạy được là 7,6 phút, còn với 13700H sẽ là 7,685 phút. Đó, thì đây những con số mình thấy rằng nó cũng xem nhau thôi, thì rõ ràng nó không được cải thiện quá nhiều nếu mà so trên cái lý thuyết ở giấy tờ của nhà Intel.
Lý do thì mình nghĩ là với cái tác vụ xem YouTube ở độ sáng 200 nit, Intel Contra không nhận đây là một cái tác vụ đủ nhẹ để cho nhân E siêu tiết kiệm điện hoạt động mà vẫn cần tới sự có mặt của nhân E và nhân P ở trên. Thế thì những cái tác vụ nào gọi là tác vụ đủ nhẹ cho nhân E siêu tiết điện nhỉ? Theo tìm hiểu của mình nhá, thì nó sẽ là những cái tác vụ ví dụ anh em treo màn hình ở đó, anh em đọc báo thôi chẳng hạn này, hoặc là anh em kiểu gọi là để nó chạy đồng hồ, để decor trong phòng ấy, thì đó là những cái tác vụ mà họ nhận rằng là đủ nhẹ để cho nhân E siêu tiết kiệm điện làm. Còn với những tác vụ kể cả là với lướt web, kể cả là với anh em xem YouTube, xem phim thì vẫn cần phải tới nhân E và nhân P ở trên. Rồi, vậy thì thời lượng sử dụng pin không được như kỳ vọng của chúng ta lắm. Thế thì còn với hiệu năng của ARC tích hợp thì sao? Mình cũng sẽ có ở đây cho anh em là một cái biểu đồ sức mạnh qua bài test, đó là BodyMark TimeSpy của Intel 13700H, 12700H, Contra 155H và cả Ryzen, đó là 7840HS đi kèm với cả Radeon 780M. Ở cả Graphics Score và TimeSpy Score thì Intel Contra 7 155H với cả ARC tích hợp cho ra số điểm là cao nhất. Đó, nó sẽ là gần như gấp đôi so với cả Iris Xe của 12700H và 13700H, cũng như là vượt trội hơn so với cả Ryzen 7 7800HS cộng với cả Radeon 780M. Điều này là một sự cải tiến rất lớn của Intel, bởi vì trước đây nếu trong cùng một bài test thì card đồ họa tích hợp của nhà AMD luôn giành chiến thắng trước nhà Intel. Nhưng mà với sự xuất hiện của ARC tích hợp, chúng ta đã có một kết quả hoàn toàn khác đi. Đội xanh đã giành chiến thắng trước đội đỏ. Và rõ ràng rồi, với một cái con card đồ họa tích hợp khỏe hơn thì khi mà chơi game, chắc chắn phần thắng sẽ vẫn nghiêng về nhà Intel mà thôi. Nếu mà anh em nhìn thấy ở đây, đó là tựa game Shadow of the Tomb Raider ở độ phân giải Full HD và 2 setting, thì chiếc ZenBook 14 2024 sẽ cho ra cái kết quả FPS là cao nhất, lên tới là 40, gần như gấp đôi so với cả là 13700H và 12700H đi kèm với cả Intel Iris Xe. Radeon 780M của AMD đủ khỏe, nhưng mà lần này rất tiếc rằng nó sẽ phải chịu thua trước nhà Intel với cả ARC tích hợp mới, với kết quả là 37 FPS so với cả 40 mà thôi. Cái điểm này là cái điểm mình thấy rằng là đáng tiền nhất trên cái dòng Intel Contra mới này. Đó, rõ ràng rồi, với cái việc là card đồ họa tích hợp được nâng lên đáng kể như vậy, thì nếu sau này anh em là một người sử dụng ví dụ chỉnh sửa hình ảnh đồ họa ở mức nhẹ nhàng cơ bản nhé, hoặc là muốn chơi game kiểu như là FIFA Liên Minh ở mức gọi là bình thường thôi, không quá cày kéo, thì rõ ràng những chiếc laptop văn phòng mới được trang bị Intel Contra sẽ hoàn toàn có thể giúp anh em đáp ứng mà không cần thiết phải sử dụng tới laptop gaming to nạt. Tổng kết lại trong video ngày hôm nay, thì với Intel Contra 7 155H thì hiệu năng ở mức điện thấp ở cả bài test đa nhân và đơn nhân với Cinebench R23 là tốt hơn so với cả các đời trước. Được bơm nhiều điện hơn thì chưa chắc, nhưng mà ít nhất là trong bài test lần này 28W điện thì nó cho ra kết quả là tốt hơn. Thời lượng sử dụng pin chưa được như kỳ vọng của mình lắm, nhưng mà điểm ấn tượng nhất để lại trong ta trong ngày hôm nay sẽ là về hiệu năng của ARC tích hợp mới. Nó hoàn toàn có thể là gần như gấp đôi so với cả Intel Iris Xe của các đời trước và vượt trội hơn được so với cả là AMD tích hợp. Rồi thì chúng ta cũng hãy chờ đợi những cái sản phẩm mới của 2024 về đi. Đó, để chúng mình sẽ có trên tay và làm video review gửi tới anh em. Còn anh em thấy sao về Intel Contra mới và các đồ họa ARC tích hợp mới này, thì cũng hoàn toàn có thể là comment xuống bên dưới nha. Còn giờ thì cảm ơn anh em rất nhiều vì đã xem tới tận đây. Hãy nhớ like, share và cũng như là subscribe kênh YouTube của Lato AZ. Cảm ơn anh em. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Khải.